Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin cảnh sát Bắc Kinh cho biết nam diễn viên 35 tuổi họ Lý đã bị tạm giữ gần đây. Người này thú nhận đã nhiều lần mua dâm và đã bị quản thúc, phía cảnh sát thông báo trên mạng xã hội. Dù tuyên bố của cảnh sát không xác định họ tên của nam diễn viên, CCTV xác nhận Lý Dịch Phong đã bị tạm giữ, hiện chưa có thêm chi tiết về vụ việc. Ngay trong tối 11 tháng 9, thương hiệu cao cấp Prada của Ý cho biết họ đã chấm dứt mọi quan hệ đối tác với Lý Dịch Phong. Mua dâm là hoạt động bất hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc và hình phạt thường là giam giữ hành chính 10, 15 ngày. Mức phạt có thể được giảm xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn nếu vi phạm nhẹ. Đây là trường hợp mới nhất trong một chuỗi các vụ bê bối từ trốn thuế đến cáo buộc tấn công tình dục trong ngành giải trí của Trung Quốc kể từ đầu năm 2021.